8 chuyện sẽ xảy ra nếu bạn uống mật ong mỗi ngày. Nhiều người có thể thắc mắc rằng mật ong ngọt, độ đường cao, làm sao việc uống liên tục lại có thể có lợi cho sức khỏe? Trên thực tế, lợi ích của mật ong đã được khoa học chứng minh. Việc uống một cốc nước ấm pha mật ong mỗi ngày không những giúp bạn tăng cường sức khỏe mà còn có thể phòng chống bệnh tật rất tốt. Dưới đây là 8 điều sẽ xảy ra nếu như bạn uống nước mật ong đều đặn. 1. Cơ thể đỡ đầy hơi Nếu như bạn bị chướng bụng, đầy hơi hay bị ợ thì một cốc nước mật ong ấm sẽ giúp trung hòa khí ga trong cơ thể. Bạn sẽ cảm thấy người nhẹ bẫng nửa phần ngay tức khắc. 2. Tăng cường hệ thống miễn dịch Mật ong có khả năng tăng cường sức đề kháng một cách tuyệt vời Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn mua được đúng mật ong chuẩn, hữu cơ để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tiêu diệt vi khuẩn, bổ sung enzyme, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. 3. Thải độc tố. Mật ong và nước ấm là một trong những sự kết hợp lý tưởng để thải loại độc tố ra khỏi cơ thể người. Và thêm một mẹo nữa, cho thêm chanh sẽ càng tăng cường chức năng của hệ bài tiết hơn. 4 da trở nên trong mướt hơn. Đúng thế, mật ong là một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp thải độc tố, diệt quy khuẩn nên có thể giúp da bạn sạch hơn bao giờ hết. 5. Bạn sẽ giảm cân. Câu hỏi đầu tiên của bạn là mật ong có chứa đường cơ mà? Đúng, nhưng đường trong mật ong hoàn toàn khác với đường trắng, nó là đường tự nhiên. Đường tự nhiên sẽ thỏa mãn nhu cầu thèm ngọt của bạn khiến bạn không còn lảng vảng đến bánh, trái, kem, chè và Coca-Cola nữa. Trên thực tế, nếu như bạn uống nước mật ong thay cho nước ngọt đóng hộp, bạn sẽ hấp thụ lượng calo ít hơn tới 64%. 6. Bạn sẽ giảm đau họng có lý do đằng sau việc nước mật ong ấm là món đồ uống được ưa thích trong mùa đông bởi nó có thể làm dịu cơn đau họng và khiến cơ thể bạn ấm hơn. Mật ong là phương thuốc tự nhiên chữa các bệnh cảm nhiễm thông thường. Do đó, lần tới nếu như bệnh cảm lạnh, hãy uống mật ong ngay và luôn. 7. Cân bằng đường huyết Như đã nói ở trên, mật ong có chứa đường tự nhiên. Sự kết hợp giữa fructose và glucose thật sự giúp cho cơ thể cân bằng đường huyết, tránh tình trạng thiếu máu, hạ đường huyết, lại còn giúp giảm cholesterol trong máu nữa chứ. 8. Giảm nguy cơ đau tim. Chất chống oxy hóa trong mật ong cũng rất có ích trong việc ngăn chặn và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở người. Các nghiên cứu đã cho thấy mật ong làm chậm lại quá trình oxy hóa các cholesterol xấu trong máu, đây vốn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ đau tim, thậm chí là trụy tim.